Tiếp tục rồi sang quay lại cái dàn lúa 504 đất hai vụ nữa. Thì bữa nay nó công trái me cũng khoảng gần 70 ngày đâu coi, chắc khoảng 7-8 ngày á. Thì năm nay đất hai vụ nói chung là làm lúa 504 thì cũng khá ok ha, nói chung bông cũng rất là ổn. Nhưng mà nó nặng về vấn đề là đầu ôm ha. Một số miếng bà con như cái miếng bên đây là thắt sang sẽ đầu đầu ngoài á, nó bị đầu ôm phải phải bự bự không à. Đó. Trong vấn đề đầu ôm là bà con phải xịt rất là nặng luôn. Nó đối giống 504 á, 504 năm nay bệnh lắm. Thì bà con lưu ý cái giai đoạn này đầu ôm chín nửa bông hoặc là chín hết bông vẫn còn bị gãy ha bà con. Nó khi 80 ngày vẫn còn bị gãy bông đó. Thì giai đoạn đó nếu mà nó gãy thì nói chung thì cũng vô gạo rồi, nhưng mà nó sẽ là khô khô bông nhẹ ký ha. Thì bà con lưu ý mấy cửa sau cũng phải ngừa ngừa đói 504, thì cái thời tiết bây giờ cũng không biết đường mò đâu. Ở đây thì đa số bà con ta xịt 7 ngày, 6 7 ngày ta xịt cử không à, bởi vì bà con dòm cái dàn lá nó mức rượt á, nó không có lỗ luôn á. Bà con đi sợ sợ chắc đâu không. Còn về sau cuốn lá thì giai đoạn nào con nghĩ đi nè, bà con thấy không, mới đây là chưa cho nó cuốn nhóc hết trơn nè. Ý là trời nắng đó. Là nó cuốn nào con thấy không? Muốn banh dàn lá hết nè. Đây. Đó bà con thấy à, nặng luôn, sáu sáng vậy là lá sáu lá này nặng nè. Cử nào cũng xịt sâu mà vậy đó. Đối với dàn bông này năm nay thì thấy nó tạm ổn á, 504 vậy là ngon rồi à. Ngon hơn 54 51 á. Đối với vụ đông xuân này thì bà con mình làm giống OM đề thơm hay là 504 gì cũng ok chứ. Ngặt cái 54 51 là chỉ làm cho vụ mưa hoặc là đất lung, bà con đất lung á thì bà con làm được, còn đất gò mà năm nay làm 54 51 thất sơn thấy thua thật sự luôn. Nó đâu thích hợp với đất gò nắng đâu. Mà bà con mình đông xuân mà đi làm 54 51 thì cũng lại luôn. Này Thất Sơn đi dẫn bà con vô trong tới cái quần trong đất luôn nè. Thấy đa số cái dàn lúa này đều ha. Đây giờ tới trong nè. Thấy bông vậy là ngon ha. Còn việc chăm sóc gì còn lại là lỗ ôm lem lép nè. Đặc biệt là Thất Sơn thấy cái miếng này nó bị sâu cũng khá khá ha. Sâu cuốn lá. Rồi con lưu ý trong vấn đề này. Đây con thấy sau cuốn lá cuốn sang thấy là tỷ lệ cũng 20-30% đó, 20% là ảnh hưởng năng suất bà con nhiều lắm đó. Đây con thấy không, lưa thưa bị cuốn nè, nó đại bị cuốn lại gai đó, với cái chốt lá này chắc xịt thuốc nóng đó, bà con thấy nó nổ nổ nè. Đối với màu lá này còn vô gạo đó. Ok thì giai đoạn này bà con có thể thúc phân bón lá vô ha, kali hoặc là casuto gì đó, mấy cái thằng phân bón lá đó. Còn lúa bà con nào là đất gò thì thúc cái thằng dinh dưỡng như bơm nè, bơm lau quơ rồi đó, kết hợp với phân lá kali thì nó im hơn. Đất lung thì mình chỉ xịt kali thôi, nhưng mà đất gò mình phải kết hợp trên thêm mấy cái thằng nhóng như bơm lau quơ, nó kích vô gạo mới đã. Thấy dàn lúa này rất là đều phải không con, quá bông luôn. Dàn này cao cũng khoảng 5-6 tấc á, tới 504 5-6 tấc là ok à. Này. Còn về hộp á, thì cái bông lúa bà con lưu ý, một số bông thì nó cũng hơi lem lem hơn nhưng mà không đến đỡ đâu, bà con xịt thì nó vẫn vô gạo bình thường cho bà con mình ha. Nó lem cái hộp lúa đen 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 đốm đốm đen đen thì cái đó ở ngoài thôi. Không đến đỡ. Đây sau cuốn lá khá đó. Còn về gầy thì con lấy hiện tại thì gầy rất là nhiều ha, các cánh đồng luôn này. Gầy có nè, gốc này là gốc gầy không nè, gầy phấn trắng gầy cám rồi có lê gai, mà không biết đây có xịt chưa không biết ha, thấy có xác chết nữa. Bữa nay đây chắc khoảng 70 ngày đó bà con ơi. 504 công với me là khoảng 70 ngày hết. Thì giá nó trung bình cũng từ 6,3 đến 6,5 thôi ha. Cũng như vụ rồi, hiện tại lúa giá cũng còn rất cao. Nói 504 với 6 mấy là ngon rồi. Nhưng mà năm nay thấy bà con mình nặng vốn trong vấn đề là người đổ ôm ha.
Để Thất Sơn chia sẻ thuốc cho bà con mình ha. Đây, Thất Sơn chia sẻ thuốc cho bà con ha. Đối với mấy dặn lúa này trung bình cũng từ 900 trở lên. Nếu mà con phòng ngừa các bệnh không bị lem lép, không có bị gãy cổ rồi đó, thì mấy dặn lúa này trung bình 900 kg lên ha. Đông sừng này thấy nó vô chắc lợi lắm, tại vì nắng á, nó đủ cái năng lượng để mà nó vô gạo. Về thuốc thì vụ này thấy có xài gầy hả con, thì đa số thì cắt cái dòng lúa hiện tại thì cắt là gầy, kể cả lúa 1 tháng hay là 3 mấy ngày làm đồng cũng vậy, cũng có gầy nữa ha. Chung là gầy tấn công đợt này rất là mạnh á, vô trời tối nè thì cắt cái dòng lúa chỗ đang chuẩn bị chỗ đang chỗ thì lưu ý ha, chừng cháy gầy á. Lúa gầy đa số bà con mình đây thì sử dụng Bezena nhiều ha, có số bà con thì sử dụng các cái dòng thuốc chung như là 2 mấy 3 mấy ngày cũng có ha, còn Bezena này thì nó mắc rồi. Mà đối với Bezena một con xịt một công cắt một chai là ok luôn, nó lưu dẫn. Một công cắt một chai ấy nha, nói trung bình là một con cắt là một chai là vừa nó đó, là đúng cái liều lượng của nó đó. Mà con xịt nhẹ quá thì nó cũng như là nó không có chết đâu, uổng thuốc thôi, lần xịt lần khó nên xịt đậm đi, rồi nó lưu dẫn luôn tới chín luôn. Còn một con nhín nhín ra, ví dụ một chai mà 2 công cắt là thua, bắt xịt lại đó, lần xịt lần khó thì cho nó đậm đi. Còn đối với Bezena không, Bezena là của Syngenta ha. Còn đối với đậu ôm thì xài Chobin Lut nè, Chobin Lut này của Phú Nông mà con ơi, hoặc chắc tiêu tiếng tiêu biết đậu ôm, nói chung là thuốc nào cũng được ha. Nó thành phần đậu ôm của nó là hoạt chất azoxychobin ha, hoạt chất đậu ôm. Hoạt chất kia là henoxanil 200 g lít đó, hai hoạt chất này 400 SC, cho pin 400 SC dung môi phụ gia, đó là đặc trị đồ ôm thôi. Chai này 240 ml, một bình đó là 25 ml ha mọi con, 25 ml thuốc cho bình 25 lít ha. Đối với 504 này, nếu mà con xịt đúng liều lượng đó, một bình 25 lít là phải 2 bình 50 cc cho công cắt á, và sẽ tắt ghép cho là đủ nước ha. Còn con xịt bình một bình một công thì nếu mà bác một công xương thì bà con mình phun đậm lên, nói chung là vậy. Một số Thất Sơn sẽ một số bà con xịt 3 công cắt mà có 4 bình nè, không biết bà con đi sao hay thiệt, một bình mà con đi 3 lối, một lối dài thòn không à. Thất Sơn có 2 công mà còn quất 4 bình nè, còn chịu không nổi nữa. Số bà con thấy xịt quá quá tiết kiệm luôn, nhưng mà bà con phải xịt như vậy là phải xịt đậm lên ha, nó mới đủ lượng thuốc như máy bay đó. Và kèm thêm bam bam ha, bam của bam 5 SC này của công ty nào, đây cũng là thằng đồ ôm ha, xịt thằng cho bên tiếp hay không thì bà con thường xài kèm với nó. Đất 2 vụ thì bà con lưu ý về cái vấn đề đồ ôm ha. Một số Thất Sơn thấy nhiều bà con làm 504 á, xịt là cũng 2 3 loại đồ ôm luôn ha, vậy nó tốn tiền thiệt nhưng mà nó chắc ăn ha, bà con đừng nghĩ nó gãy cổ một cái là thua đó. Ví dụ rồi bị một cái nạp một cái là nguyên cánh đồng luôn á, nó mạnh lắm, thằng đậu ôm bây giờ hiện tại rất là mạnh ha. Đối với 504 nó rất dễ bị luôn ha. Nên bà con mình lưu ý xịt đậu ôm thì cho nó nặng nặng ha, đậu ôm lem lép đâu đó thì bà con kèm vô 2 loại cho nó ok. Đây đó với thằng ba, thằng bem bem 50 kép này là một gói, nó là 3 bình nè, gói nếu bà con xịt kèm với thằng này là gói 3 bình là đúng đó, là liều lượng ok luôn đó. 25 g cho bình 25 lít nè, nơi này là mình xịt kèm ha. Còn nếu mình xịt chi bệnh nặng thì một gói 2 bình là vừa. Kế tiếp lần sau sử dụng siêu sâu nhện mà con, siêu diệt sâu này cũng gói 16 ngàn á, 16 17 ngàn á, chứ không ít đâu. Sâu mình đây là xịt 2 4 loại ha con, đậu ôm sâu với gầy, còn lem lép không biết xài nào luôn, đây không có thấy vỏ lem lép à.